Ba ơi, À, con hả? ba ngủ ngon không? Bụng ba đã hết đau chưa? Ba đỡ nhiều rồi con à. Chắc là ba đi công tác xa lắm hả? Ừ, phải mất tới mấy ngày lận ba mới khỏe lại được. À, ngủ được một giấc rồi hả? Dạ, ngủ sâu vài tiếng làm em tỉnh táo hơn nhiều. Bây giờ thì anh biết sức khỏe của mình năm ngoái với năm nay khác nhau chưa? Dạ. Nếu không hay là mấy chuyến công tác xa anh nhờ người khác đi, còn ở gần gần thì anh tự đi cũng được. Em chưa già yếu tới mức không đi được đâu chị. Mẹ nó ngồi xuống đi. Anh mang Rungu theo rồi vừa dạy vừa truyền kinh nghiệm cho nó. Nó còn khờ lắm. Nhưng mà mấy gia đình... Chị quan tâm làm cái gì vậy? Tới lúc anh sẽ nói thôi. Nhưng mấy gia đình... Chị đừng có nói lung tung nữa. Im lặng ăn cho xong đi. Ừ, im miệng rồi ăn chứ gì. Ừ, tôi biết rồi. Học xong piano con sẽ ngồi vẽ cả ngày. Con sẽ vẽ đầy cuốn tập luôn. Tới khi nào hết cuốn tập thôi. Được rồi, đi làm về ba sẽ coi, xem con vẽ được bao nhiêu. Số lượng đâu có quan trọng đâu ba, chất lượng mới quan trọng hơn nhiều. Hả? Là cô giáo dạy con. Cô giáo con nói đúng lắm. Sinh con đi gọi cô Thi đi. Dạ. Con Dạ thưa mẹ. ơi, cho ăn sáng. Ừ, cô biết rồi. Mẹ bị ngứa hả? Lại bị dị ứng nữa rồi nè. Trời, bây giờ làm sao cho mẹ hết ngứa đây? Nếu có thì mẹ đỡ khổ rồi. Con thấy tội nghiệp cho mẹ quá à. Trời đất ơi, có cái gì đâu con. Mẹ đâu có sợ bệnh tật chứ. Mẹ bị từ khi nào vậy? Nếu như cho con biết, thì con có chữa được không? À, mẹ kỳ quá đi. Mẹ có nên đi spa mua dầu massage không nữa? Dạ, mẹ mua đi. Dì ơi, đưa con sức. Dì ơi. Tôi đâu có điếc đâu. Xin ghi à, hôm nay đi chơi nha. Ba con nói con muốn đi xem xiếc. Đi coi với gì ha? Hôm nay có show hả? Con đi không? Được đó, đi coi ha. À, để em chở nó đi. Không muốn tôi đi hả? Ý em không phải là... Có sao đâu, chị đi với con nha. Hình như là nó không thích cho lắm. Mà chị anh thích. Chắc chắn thì khoái đi hơn Sung Ghi. Vậy sao? À, nhưng chị lớn rồi mà. Xiếc chẳng qua là trò lừa gạt người xem thôi mà chị. Em dâu à, tốt nhất là em đừng có đi. Dạ. Em mà đi thì em lại nói mấy câu như là mấy cái trò này có cái gì khó đâu mà làm hết Chị à, trời. sao chị nói như vậy chứ? Tưởng tôi không biết cô nghĩ gì sao hả? Cô cứ giả vờ coi như là không biết, vậy mới có hứng thú để mọi người coi hết mấy cái trò ảo thuật đó chứ. Dù có lớn đi chăng nữa thì cũng giả vờ như là đứa trẻ đi. Đi với cô thì dẹp ở nhà đi cho rồi. Chị à. Giống như mẹ hay nói đó, ba cái trò dớ dẫn đó chẳng qua chỉ là mấy trò hề rẻ tiền mà thôi, rất là rẻ tiền. Sao mà mày coi được mấy cái thứ hả hả hô hô? Ôi trời ơi trời ơi. Mày là đứa điên khùng hay sao vậy? Em thấy chưa, chị nói có sai đâu. Muốn du lịch ghê luôn. Chuyện này làm anh nhớ tới buổi sáng ở khách sạn quá. Khách sạn càng lịch sự thì đồ ăn càng ngon. Du Ha à, mình xuống liền. Lẹ đi chưa. À, em nghe rồi mà. Cô làm cái gì mà lâu quá vậy trời? Đang xuống đây nè. Ê sao rồi? Sao rồi? Tự nhiên anh hối em làm chi vậy? Chân cô có sao không? Anh à, em gãy chân rồi đó. Anh chuẩn bị 1 tỷ won bồi thường đi đó nha. Cô không biết xấu hổ sao? Đứng dậy nhanh lên đi. Có sao đâu. Khỏi bồi thường ha.
thơm quá à. Mùi bánh mì nướng thiệt là thơm quá trời luôn đó. Đúng không ông Sư? Hả? Sáng kiến hay ha. Ừ. Mỗi tuần ăn món này một lần nha ông Sư. Đơn giản lại ngon nữa. Nhìn vậy chứ không đơn giản đâu. Cô biết cái gì chứ? Chỉ biết ăn thôi à. Núi hoa quả đâu rồi? Đã không giúp giờ còn đòi hỏi nữa. Không phải, thế thiếu nên hỏi thôi. Sao cô không tự mua đi? Sao? Ăn thôi. Tạ ơn Chúa đã cho con thức ăn. Tạ ơn Chúa đã cho con thức ăn. Tại sao lại hằng học với em vậy hả? Ăn thôi mà. Không được, nãy giờ cậu không thấy anh cứ hằng học với mình hả? Anh muốn gì đây? Muốn cô giúp việc chứ làm cái gì nữa. Cái gì cũng anh Xu làm hết cho cô, còn cô thì chỉ biết ăn thôi à. Tới phần em rửa chén mà. Cậu ấy chỉ nấu ăn thôi, cậu em phải rửa chén dọn dẹp đó. Tôi có thấy cô rửa cái chén nào đâu. Thật sự là như vậy mà. Cô chỉ có việc ăn mà thôi, không làm gì hết. Anh nói cái gì vậy? Anh là mẹ cậu ấy hả? Anh sợ tôi chỉ biết ăn mà không biết làm việc sao hả? Anh bị cái gì vậy? Du Ha rửa chén mà. Đây đâu phải là chuyện của anh xen vào mà nói hả? Không phải ý anh là... Anh bị sao vậy hả? Sao? Sao? Anh bị bệnh tự kỷ đúng không? Tại không cưa được ai sao hả? Hay là người ta không thèm nhìn anh? Cái gì? Trời đất ơi, thiệt hả? Lời người của tôi thành sự thật rồi. Ăn thôi. Nếu như vậy thì anh phải tốt với tôi chứ. Mà dù có tốt với tôi cũng không tha đâu ha. Ngưng đi. Còn lâu. Mà thầy Kim cũng kỳ cục thiệt ha. Anh ta vẫn chưa gọi cậu sao? Chắc bị đá rồi. Người về cũng một tuần rồi mà. Sao không gọi chứ? Tôi có thù oán với anh chắc. Sao tôi lại bị đá chứ? Hả? Đáng thì hơn nữa là cô bị người ta bỏ rơi luôn rồi. Anh nói đúng. Tôi bị anh đá rồi. Nhớ quá thì gọi cho người ta đi. Ha, khỏi cần anh nói nha. Không phải ai cũng như anh đâu. Thương người ta quá thì gọi có sao đâu chứ. Sao tôi phải gọi cho ảnh chứ? Nè, chắc là tại cô rồi. Trời á, âm 10 độ nên tôi không có làm đồ ăn trưa. Ba nó ăn cái gì cho nóng đi nha. Hả? Tự nhiên sao bà tốt vậy? Bình thường. Nhớ ăn phần đặc biệt đó. Cảm ơn bà. Găng tay nữa. Không cần đâu. À, không được, lạnh lắm. Cứ mang cho ấm đi. À, lát tôi mang mà. À, khẩu trang, khẩu trang. Trong túi tôi. Bà nhớ gọi cho anh Sư qua đây lấy mấy cái gói hồng sâm đó. Ừ, hôm nay tôi không quên đâu. Nhớ bắt nó ăn đó. Biết rồi, ông đừng có lo mà. Tôi đi làm nha. Ừ, đi cẩn thận nha. Ơ, trời ơi, lạnh quá. Gọi cho nó thôi, không mất công mình lại quên nữa. Ơn Sư hả? Mẹ nè, có hồng sâm nè, con qua lấy về uống đi ha. Không có đâu, ba con dặn mẹ như vậy đó. Chứ ở nhà nhiều quá uống đâu có hết đó con. Bà con nói mẹ giữ 2 hộp thôi, còn lại cho con uống hết đi. Lãng phí quá vậy, nhà mình hồng sông đầy nhóc rồi còn cái gì? Lát em học nấu ăn hả? Ừ. Trời lạnh sao không ở nhà? Em ở nhà cả tuần rồi anh. Anh biết rồi, em đi. Ở ngoài lạnh lắm đó dì à, dì đừng đi lên chùa nha. Mặt trời lên là ấm thôi, con uống trà nha. Dạ. Con xin lỗi. Sao vậy? Con sẽ xuống ngay.
Vô nhà tắm sổ hết đi, coi chừng đó. Chắc là bị lạnh bụng rồi. Chắc là nó sổ nhanh mà. Uống trà đi. Không thấy chị đang uống sao mà còn nói. Chào cô, em tới rồi. Ờ, tới rồi đó hả? Em đã nghỉ mất mấy ngày rồi, xin lỗi cô nha. Em tệ quá đó nha, cô tưởng em không thích học nấu ăn nữa nên mới nghỉ một lèo như vậy chứ, cuối cùng cũng gặp em. Thành thật xin lỗi nha. Từ bây giờ em sẽ không nghỉ nữa đâu. Em bị bệnh gì hay sao vậy? Dạ, tại em hơi mệt một chút. Hôm nay em làm tay heo với hải sản nha, được không? Dạ, cô đợi em một chút, chờ một chút nha. Đi nhanh lên đi nha, hôm nay cô bận lắm. Một giờ cô phải lên sóng rồi. À, em biết rồi. Cô hả? Tôi đây. Chồng tôi đã dậy chưa? Đừng có làm ồn ào khiến ảnh giật mình. Ảnh mà dậy thì ảnh không ngủ lại được đâu đó. Đương nhiên là dậy rồi. Ảnh không uống thì sao mà gần sáng mới về. Cô hãy thôi đi, đừng có nói lảm nhảm với tôi nữa, cúp nha. Phải rồi, thân của ảnh mà, muốn làm gì thì làm chứ. Thụ tinh thành công rồi, chúc mừng nha anh Su. Được 5 tuần rồi đó. Vậy ngày trước em còn có tháng bình thường mà. Em chưa tới khi rụng trứng, thưa bác sĩ. Chu kỳ tháng này thì sao? Em bị trễ tháng rồi, khoảng 6 ngày. Dù là tỷ lệ thụ thai rất là thấp, nhưng vẫn có khả năng trứng rụng sớm mà. Cơ thể con người rất là kỳ diệu, em đâu có ngờ được đâu chứ. Đừng có làm việc nặng nữa. Mỗi tuần em phải tới đây kiểm tra định kỳ đó. Để chúng ta có thể quan sát nhịp tim của đứa bé có bình thường hay không. Em có thể bắt đầu bị ốm ngén. Đi rồi, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Ngoan đi. Chủ nhiệm này sao? Wow! Hay quá! Hay quá ghê!
Hay tài thiệt nha. Ê, cây quýt. Thầy gấp, thầy gấp, chứ giải thiệt. Hôm nay chú hay làm cái này coi thử đi. Dễ thương quá ha, quần lót cho người sao? Đúng rồi, là cho em bé đó. Mấy mẫu này rất hợp với mấy đứa nhỏ. Cái vậy thôi hả con? Chỉ có mấy đứa mông nhỏ mặc mới hợp thôi con à. Phần trên có viền sao? Có viền bông. Nếu chỉ làm quần lót thôi, vậy nó có khác gì tả em bé đâu chứ. Trong mấy cái này á, cái này có viền xếp hả con? Vậy chú khó làm rồi. Chú thử coi coi mấy cái viền này làm bằng gì đi. Còn cái này nữa, họ hay gắn túi lên trên đường viền hả chú? Họ gắn ở phía trên đường viền hay là ở phía dưới ta? Chú nghĩ hình như là họ làm viền trước rồi mới gắn túi á. Con lúc nào cũng làm khó chú hết rồi. Được rồi, để thử coi. Chú Nhiệm ơi, giám đốc muốn gặp chị. Chị gọi em hả? Ừ, đi khảo sát mấy cửa hàng chung với chị. Em không đi được. Đừng có từ chối cấp trên như vậy, em biết không? Em đã có hẹn rồi. Công việc sao? Dạ không, chuyện cá nhân thôi chị. Đang giờ làm mà em làm vậy cũng được hả? Hả? Em chưa có ăn trưa mà chị. Mà em cũng đâu có ở trong biên chế đâu. Vậy chị cho em vô biên chế phòng thiết kế luôn nha. Em không muốn vô đâu. Đối xử với chị như vậy có ngày em sẽ hối hận đó. Dạ. Dì nói chú con ra đó rồi. Trời, dì ạ. Em đợi có lâu không? Mới tới. Mấy ngày nay em có tốt không? Ừ. Đi đâu đây? Trời sắp tối rồi, còn thời gian không? Không đón chồng em về sao? Thật sự em không có nhiều thời gian. Chị ăn đi. Ngon lắm đó. Có gì thì nói đi. Kim Trung Gu muốn ly dị sao? Em có thai rồi. Nhưng mà em thấy tội nghiệp cho đứa bé nên không vui chút nào. Em phải ráng lên chứ. Ừ. Em đã đợi rất lâu rồi. Em từng nói với ảnh một chuyện. Em chỉ vì ảnh, chứ không vì con. Khi đó, ảnh tưởng là mọi chuyện đều dễ dàng. Ảnh nói nhanh có con đi. Em cũng muốn, nhưng mà trong lòng thì lại nghĩ chưa tới lúc đâu. Để một thời gian mình xem ảnh thế nào đã. Em đâu ngờ mà lại mang thai đứa bé lúc này chứ. Em phải làm sao đây? Em không muốn sinh đứa bé. Em không phải là người mẹ tốt. Em chưa sẵn sàng để sinh mà. Cuộc sống của em đâu có hạnh phúc gì chứ. Em muốn nghe chị nói gì đây? Đứa bé đâu phải là tinh hoa của tình yêu đâu chị. Ngay vào lúc
em đang thất vọng, thậm chí kinh tởm ảnh. Vậy em định không sinh nó hay sao? Không phải, sao em làm như vậy được chứ? Vậy giờ tính sao? Em căm ghét ảnh hơn vì ảnh khiến em có thai ngay vào thời điểm này. Em ghét ảnh. Em vẫn chưa dám tin tưởng hoàn toàn con người ảnh hiện tại. Tại sao nó lại xuất hiện ngay lúc này để biến em thành người xấu chứ? Em tệ chứ. Chị hiểu là em định nói gì, nhưng mà đứa bé thì có tội gì đâu chứ. Em nên mừng cho nó đi. Chị biết là em xấu hổ vì một người chồng đã ngoại tình bên ngoài, vậy mà còn khiến em phải mang thai nữa. Xấu hổ lắm chị à. Phải chịu thôi em à. Người bên ngoài sẽ nghĩ em bị điên nếu như em suy nghĩ như hiện giờ. Chồng của em là con một, cháu của nó sẽ thành ít tôm rồi còn gì nữa. Em còn muốn gì hơn? Nếu như là con trai thì càng tốt. Đứa trẻ đã chọn em làm mẹ mà. Đừng nghĩ ngợi gì hết và hãy vui vì đó đi. Nó ra đời trong lúc em mất hết niềm tin. Vậy thì nó sẽ mang lại hy vọng cho em mà. Khi làm mẹ rồi thì em sẽ nhất định rất vui. Chị đừng nói. Em định kể cho mẹ, nhưng thôi đi. Nên em mới nói cho chị nghe sao? Dù em ghét chị, nhưng chị luôn hiểu những điều em nói. Chúc mừng em. Hy vọng là con trai. Mẹ tròn con vuông nha. Con trai sao? Vì em đã giúp gia đình họ nói giỏi mà. Đâu phải là thập niên 30 đâu. Em nghĩ là nhà đó nghĩ sao? Phải rồi, cũng đúng. Em không chấp nhận được. Vậy em cũng thử đi ngoại tình đi rồi sẽ biết thôi. Để coi. Giống như sửa lại một chiếc thuyền bị hư thôi, có gì to tát đâu. Em không thích sửa lại đồ bị hư. Tưởng nó là lỗ nhỏ, quá ra càng ngày càng to. Em giận lắm, rất giận. Chấp nhận giá cái lỗ thì được sao? Nếu nó nứt tiếp thì sao chứ? Đừng nghĩ chuyện nhỏ rồi em dễ dàng bỏ qua. Nếu cái lỗ không thể giá thì chúng ta đành phải ly dị thôi anh à. Thúc. Khỏe không đây hả? Cậu sao rồi? Có ổn không hả? Ghế chưa tịch sao rồi? Ba chỉ mới chấp nhận cho mình ăn chung thôi, còn phải học nhiều. Ngồi đi. Vậy còn anh Su, có thì có chuyện gì chứ? Ngoài cái mặt cười cười ra thì trong bụng lúc nào chẳng nghĩ em biết những chuyện anh đã làm đó. Lo mà sám hối đi. Nè, tội nghiệp cho cậu ghê ha. Mình biết cổ khó tính nhưng mà đâu có ngờ ghê như vậy chứ. Ngủ còn không cho mình đụng vô mà. Thiệt hả? Chắc cổ định cấm cửa mình tới năm sau quá. Vậy con cậu, gia đình sao rồi? Đều khỏe cả. Mình đang lo cho ba và anh. Sau này mình không để ở chung với họ. Anh trai của mình á, lúc nào cũng bị ba la. Cái thằng vô dụng này sao mà mày ngu quá vậy? Con cậu, cũng vậy à, không tới phiên mình đâu. Đàm y đó, cô gửi cho mình. Vừa nhận là mình gọi ngay cho. Hey, cô nói là giờ cậu cứ giữ đi, khi nào cô cần thì cô sẽ tới tìm cậu lấy. Cái con bé này vui tính thiệt. Nói với cậu tốt nhất là đừng đến đây. Làm vậy đâu khác nào sỉ nhục danh dự của mình chứ. Lúc cần cũng không có đâu. Mình cũng thử giúp cậu rồi, nhưng mà cậu không muốn xen vô chuyện nhà. Là có được đâu. Cô nghĩ đó là trách nhiệm của cậu, phải quan tâm chăm sóc trả nợ cho họ hết sao? Hey, mà dù sao á, cậu còn mai đó ha. Mình ngưỡng mộ thiệt. Mình nghĩ đó không phải là may mắn đâu. Mình phải qua nhà anh trai đi. Được rồi. Nghe. Về chứ? Em đang về. Học trễ vậy? Không phải, tại em gặp chị em. Về sớm nha.
Tối nay chúng ta có món gì? Em chưa coi thực đơn nữa. Anh muốn ăn gì? Chưa biết nữa. Chẳng biết ăn gì hết. Em về tới nhà rồi tính. Ừ, được rồi. Cúp máy nha. Thưa mẹ, con về rồi. Con đi công chuyện hả? Dạ, con có chuyện muốn nói với chị con thôi mẹ. Được rồi, bà của con ngủ nướng gần cả ngày rồi đó. Dạ. Dì của con đang làm rau sống đó, thương với phụ rồi học đi ha. Dạ. Cũng đúng, mình phải cố gắng lên. Mẹ nghĩ sai rồi. Mẹ xin lỗi. Con phải thật khỏe mạnh mà lớn lên nha. Mẹ xin con đó. À, anh xin lỗi nha. À, anh về rồi hả? À, anh tưởng toilet trống. Ừ, có sao đâu. Vợ chồng rồi mà anh. À, em hơi mệt. Em tưởng mình có thai nên kiểm tra. Nhưng mà không có. Đi chơi với Sunghi mệt thật chứ. Coi xiết xong, chị còn muốn đi sở thú nên tụi em tới đó luôn. À, anh biết rồi. Sunghi có nhắn tin cho anh. Hồi nào anh? Hồi nãy, em ra chưa? Phải, xong rồi xuống dưới nha, bữa tối dọn sẵn rồi. Ờ. Đang dọn bữa sao con lại đi lên? Dạ, mẹ, con lên... Con cảm thấy buồn vì đi về không ai nói chuyện hay sao? Sung Ghi đang còn ngủ đó. Tới giờ ăn rồi thì nó phải dậy thôi. Để mẹ kêu nó dậy, dọn bàn đi. Dạ. Sung Ghi ơi! Làm gì mà ngủ mê mệt vậy hả? Dậy đi nè! Dậy đi con! Ba về rồi, tới giờ ăn rồi, dậy đi. À, ba về rồi đó, Xuân Ghi à, dậy đi, dậy đi. Dạ. Từ từ thôi, ôi trời ơi, coi chừng đó. Ôi trời trời ơi, mặt mày kìa. Chuyện gì nữa vậy? Con sai rồi. Trời đất ơi. Không, tại con... nếu biết trước chuyện này, con đã kiếm một người thật tốt rồi sinh con cho ảnh là được rồi. Mày nói nhảm cái gì vậy hả? Con không biết, con gặp rất là nhiều người rồi. Nhìn Sun Ghi, con lại thấy thèm có một đứa con do chính mình sinh ra đó mẹ. Tìm được một người khỏe mạnh lại giàu có thì chắc chắn mày sẽ có con thôi. Mày nói lảm nhảm cái gì vậy? Tại sao?
Mày lại ăn bánh của người ta rồi phọt ra con đó hả? Đúng không? À, im mồm ngay. Con có nên thử không ta? Sao? Thử có con. Cái con điên này. Thật không biết sẽ ra sao nếu con vác cái bụng bầu đi vòng vòng trong nhà mẹ ha? Hả? Trời đất ơi, mày nghĩ cái gì vậy? Mày mất trí rồi sao? Dì dừng lại đi mà. Chuyện gì nữa đây dừng trời? Dừng lại đi. Tôi đã nói với cô á là kẹp hai tay lại rồi tập trung vô. Còn cô á thì lại làm như vậy. Bưng đồ nóng mà như vậy hả? Sao vậy, cái con làm mà dì không chịu làm chứ? Tôi ngồi chơi chắc. Tôi phải bới cơm nữa mà. Chỉ có việc đơn giản như vậy thôi mà cũng không làm được nữa. Còn cái gì mà ăn đây nữa chứ? Hả? À mà còn nữa, không phải là tôi...